Dạ em chào anh chị mến yêu của em. Mấy anh chị mà đang yêu thích đất nền ở dự án Phaeta Eco City thì ở dự án của mình đang chuẩn bị triển khai hoàn thiện 12 căn nhà phố thương mại, trong đó chủ đầu tư bỏ ra 2 căn vị trí rất là đắc địa, làm cho mình một cái siêu thị luôn anh chị, để phục vụ bà con hàng xóm ở dự án Phaeta Eco City. Hôm nay thì ngày tốt, mấy anh bên đơn vị thi công bên Thế Giới Xanh đang cúng lấy ngày, ngày mai là bắt đầu triển khai luôn. 12 căn này mà đi vào hoàn thiện rất là đẹp luôn anh chị. Tại 12 căn này nằm trên con đường đại lộ Thiên Trường, là con đường trục chính dẫn đi vào dự án. Còn ở bên đây thì 111 căn shop house của mình đang đi vào hoàn thiện luôn rồi anh chị. Hiện tại cái công trường Nasaki shop house của mình rất là náo nhiệt luôn anh chị, tầm khoảng 300 người. Tại vì mấy anh Việt Hoa ở đây đang đạp tiến độ để bàn giao cho khách làm ngày làm đêm. Với lại ở đây đang đi vào hoàn thiện nữa anh chị, làm bó dĩa, làm vỉa hè. Tầm 3 tháng nữa thôi mà anh chị về đây là anh chị thấy dự án rất là khác, giống như châu Âu luôn, nhưng mà thực sự mình đang ở Phaeta Eco City.